cất bước phải quan sát, không dẫm đạp côn trùng. Giảng rộng, người đời cũng có những kẻ biết thương xót các loài trâu, dê, chó, ngựa, vân vân. Nhưng nếu nói đến việc thương xót các loài côn trùng, kiến, muỗi, vân vân, hẳn ai cũng chê cười cho là ngu ngốc. Ấy là vì người đời không biết suy xét rằng, hình thể tuy có lớn nhỏ khác nhau, nhưng thể tánh của muôn loài đều không có lớn nhỏ. Nếu cho rằng giết những con vật lớn thì có tội lớn hơn, còn hại chết những loài vật nhỏ lại không có tội. Như vậy ác con người tuy lớn nhưng vẫn còn nhỏ hơn con trâu. Vậy thay vì giết trâu chẳng bằng giết người để thay sau. Lại nếu xét theo cách đó thì bậc tôn quý nhất trong thiên hạ phải là loài cá lớn ma kiệt. Loài cá ma kiệt to lớn đến nỗi mỗi khi chúng thấy ngứa bên trong vảy thì lấy thân cọ vào núi pha lê. Máu chảy ra có thể làm cho toàn bộ nước biển quanh đó đều bị nhuộm hồng. Chứ chẳng phải con người, vì chúng to lớn nhất. Lời dạy này của đế quân là muốn cho mọi người trừ bỏ đi cái nhìn phân biệt lớn nhỏ như trên đối với vật mạng, khiến cho mỗi khi cất bước đều phải thận trọng, không dám vô tình mà phạm vào sự giết hại. Người đời động chân nhất tay không làm sao khỏi phạm vào tội lỗi. Chỉ lấy riêng như chuyện đi đường mà nói, trong suốt một đời đã hại chết không biết bao nhiêu ngàn vạn sinh mạng. Tôi từng thấy được trong quyển Luật Sa Di có bài kệ và chú nói về việc đi đứng không làm tổn hại đến côn trùng, sâu kiến. Thật hết sức giản dị mà ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Mỗi buổi sáng sớm trước khi đặt chân xuống giường nên niệm mấy câu Phật hiệu, sau đó nhất tâm đọc kệ rằng: Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi lộ, nhược ư túc hạ ngộ thương thời. Chúng tôi ghi lại theo như nguyên bản An Sĩ Toàn Thư, nhưng theo Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú thuộc tập 60 của Tục Tạng Kinh, kinh số 1118, tổng cộng có 2 quyển, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 258, tờ A, quyển 2, thì câu này là: Nhược ư túc hạ tán kỳ hình. Nếu dưới chân tôi bị tan nát hình hài. Nhiều văn bản khác cũng chép giống như câu này: Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Tạm dịch: Sáng sớm đến chiều tối, nguyện muôn loài chúng sinh thảy thảy tự phòng hộ. Chúng sinh nào vô tình bị dẫm đạp mất mạng, xin nguyện cho tất cả đều sinh về tịnh độ. Kèm theo bài kệ này cũng trì tụng 7 lần câu chú: Án địa lợi chi lợi ta bà ha. Câu chú này cũng được ghi theo An Sĩ Toàn Thư, nhưng theo Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu thuộc tập 60 của Tục Tạng Kinh, kinh số 1115, có 1 quyển, thì câu chú này là: Án vật đế luật ni sa ha. Sau khi trì tụng đủ 7 lần câu chú trên rồi mới đặt chân xuống giường, với tâm tịnh giác thận trọng đó thì sẽ tránh được sự vô tình dẫm đạp giết hại các loài côn trùng. Việc trì tụng kệ và chú này không phân biệt kẻ trí người ngu, ai cũng có thể trì tụng được. Con cháu từ 6-7 tuổi nên dạy cho biết hành động và suy nghĩ theo cách này. Lâu ngày thành thói quen nề nếp nên ý niệm nhân từ sẽ sớm được dung bồi từ thuở nhỏ. Mạnh Tử nói: Gà gáy sớm lập tức dùng dậy, chuyên tâm nuôi dưỡng dung bồi cho tâm thiện hành ngày càng thêm lớn. Làm được như thế chẳng phải lại càng giúp ích thêm cho lời dạy của Mạnh. Trưng dẫn sự tích: Nhịn khát để bảo vệ côn trùng. Trích từ kinh Pháp Cú Dụ, chú giải của soạn giả. Tên kinh đầy đủ là Pháp Cú Thí Dụ Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 211, tổng cộng có 4 quyển, do hai ngài Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Tống. Câu chuyện này nằm trong phẩm Hộ Giới, bắt đầu từ dòng thứ 6, trang 578, tờ A, quyển 1. Nội dung kinh văn có nhiều chi tiết quan trọng, nhưng do lược kể nên soạn giả đã bỏ bớt. Khi Đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Viên, có hai vị tỳ kheo mới học Phật pháp chưa bao lâu, nên từ nước La Duyệt Kỳ phát tâm tìm đến để gặp Phật nghe pháp. Đường đi quá xa xôi,
lại gặp lúc trời khô hạn, hai vị bị thiếu nước uống nên khát đến mức sắp chết. Bỗng gặp một hố sâu, bên dưới có một ít nước, nhưng trong nước lại có rất nhiều trùng nhỏ li ti, theo giới luật thì không thể uống nước ấy. Một vị nói, chúng ta nên uống nước này, vì như thế sẽ cứu được thân, sau đó mới còn có thể đến gặp Phật nghe pháp. Vị kia liền nói, giới luật của Phật chế định không giữ theo thì việc đến gặp Phật liệu có ích gì? Liền chịu khát mà chết. Thần thức vị này lập tức sinh lên cõi trời đau lợi. Vị này tự biết được nhân duyên trước khi sinh về cõi trời, liền mang hương hoa đến tinh xá kỳ viên cúng dường Đức Phật. Vị tỳ kheo kia uống nước có trùng nên khỏi chết khát. Hôm sau đến gặp kỳ viên, khóc trên nỗi khổ của mình lên Phật, lại nhắc đến người bạn đồng hành đã chết khát. Đức Phật dạy, ta đã biết trước rồi, liền đưa tay chỉ vị trời vừa đến cúng dường mà nói, đây chính là người bạn hôm trước cùng đi với ông đã đến đây rồi. Ông đến đây chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài của ta, nhưng không giữ gìn giới luật do ta chế định. Tuy nói là đến gặp được ta, nhưng ta thực không gặp ông. Những ai dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng nếu thực hành theo luật kinh điển, giữ gìn theo giới luật, thì người ấy lúc nào cũng như ở trước mặt ta. Câu này chúng tôi y theo kinh văn mà bổ sung cho trọn ý nghĩa lời Phật dạy. Vì an sĩ toàn thư lược kể nên có phần thiếu nghĩa. Lời bàn. Phật dạy các tỳ kheo rằng những chung dạy rỗng đều nên lật úp lại hoặc đậy kín, không nên để ngửa lên. Vì sao? Vì khi để ngửa lên mà không đậy kín, tất nhiên sẽ chứa đọng nước mưa, từ đó sinh ra các loài trùng. Khi có người dùng đến, đổ nước ra tức là giết hại các loài trùng ấy. Trong mùa hè thu, nước mưa đọng thành dũng trên đất, sau một hai hôm thế nào cũng phát sinh các loài trùng trong nước, mà những con trùng ấy hầu hết đều phải chết khi cạn nước. Do đó nên khai thông cống rãnh để quanh nhà không có chỗ nào có nước đọng thành dũng. Không dùng nước đọng trong lòng cống rãnh để tưới cây tưới hoa, vì nước khô cạn đi cũng giết chết nhiều trùng trong đó. Nước mưa mới hứng vào chung dại nên dùng than sạch cho vào bên trong để không sinh trùng. Không vứt xương cá thịt, các thức ăn thừa có mùi hôi tanh bừa bãi trên mặt đất, vì như vậy tức là nhữ cho đàn kiến kéo đến, ắt sẽ bị người dẫm đạp mà chết. Hết thảy các loại nước có chất kềm, nước muối, nước sôi, nước dôi sống vân vân đều không được đổ bừa lên mặt đất làm chết côn trùng. Câu này trong nguyên bản khắc vào phần dưới đây: không đốt lửa gây cháy rừng, cháy núi. Nhưng xét kỹ, rõ ràng là nội dung thuộc về phần này, nên chúng tôi đã xếp lại cho đúng với ý nghĩa cả đoạn. Đây rất có thể là lỗi nhầm lẫn khi khắc bản in. Những điều như trên đều là để tránh sự vô tình giết hại các loài côn trùng. Không đốt lửa gây cháy rừng, cháy núi. Giảng rộng, người ta dù gặp hỏa hoạn cũng chưa hẳn đã phải mất mạng. Nhưng khi núi rừng bị cháy thì tất cả các loài dù bay, dù chạy, dù kêu, dù nhảy, hoặc không có chân, hoặc có hai chân, bốn chân, cho đến nhiều chân, vân vân, thấy đều phải chết trong lửa dữ. Tội ác như thế này phần lớn thường do những thiếu niên kém đạo đức, nghịch ngợm mà gây ra. Ngăn cấm được việc đốt phá rừng núi là việc làm có công đức lớn nhất. Vị trí này còn có thêm câu: kiềm thủy, diêm hiệp, phí thang, thạch hôi tương, giai bất khả bác, ư hữu trùng xứ sở. Nghĩa là hết thảy các loại nước có chất kiềm, chất muối, nước sôi, nước vôi sống, v.v. đều không được đổ bừa lên mặt đất làm chết côn trùng. Xét thấy ý nghĩa hoàn toàn phù hợp với phần trước mà không thích hợp với phần này, nên chúng tôi đã dời câu này lên phần trước. Trưng dẫn sự tích, xả thân cứu muôn loài. Trích từ Luận Đại Trí Độ, chú giải của soạn giả. Trong thực tế, An Sĩ Toàn Thư đã trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có 100 quyển, do Ngài Đạo Thế soạn cho Đời Đường. Phần trích này bắt đầu bằng câu "Như Đại Trí Độ Luận Vân", như trong Luận Đại Trí Độ có nói rằng. Và đây là lý do An Sĩ Toàn Thư dẫn chú đến Luận Đại Trí Độ.
Đoạn trích trong Pháp Uyển Châu Lâm bắt đầu từ dòng thứ 9, trang 783, tờ C, quyển thứ 65. Vô số kiếp về trước, trong một khu rừng già có rất nhiều cầm thú. Một hôm, không biết lửa từ đâu bùng lên. Từ ba hướng, cùng lúc lan nhanh tới thiêu rụi cả khu rừng này. Khi ấy, chỉ duy nhất một hướng không có lửa, nhưng lại có con sông chắn ngang. Muôn loài cầm thú đều bị dồn đến chỗ bế tắc, không còn đường thoát. Đức Phật dạy rằng, vào lúc ấy, ta là một con nai chúa thân hình vô cùng to lớn và có sức mạnh. Ta liền đạp hai chân trước đến tận bờ sông bên kia, hai chân sau trụ tại bờ sông bên này, lấy thân mình làm cây cầu để muôn loài đạp trên lưng ta mà qua sông. Muôn loài cầm thú quá đông, giẫm đạp đến nỗi da thịt ta bị dập nát đau đớn. Nhưng ta dùng nguyện lực từ bi mà nhẫn chịu, dù chết cũng quyết cứu hết muôn loài. Khi cầm thú đã thoát hết sang bờ bên kia, cuối cùng chỉ còn lại một con thỏ. Ta khi ấy sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn phải nỗ lực hết sức để giữ thân cho con thỏ ý qua sông. Khi thỏ vừa qua sông rồi, ta lập tức gãy xương sống, rơi xuống dòng sông mà chết. Đức Phật lại dạy rằng, nếu ta tự kể lại những sự tu tập khổ hạnh như thế từ bao đời trước, thì dù đến hết kiếp cũng chưa thể nói hết. Lời bàn, Đức Phật kể lại chuyện này xong, có dạy rằng muôn loài cầm thú được ta cứu qua sông ngày trước, bây giờ đều là các đệ tử của ta. Con thỏ sang sông cuối cùng, nay là ông Tu Bạc Đà. Tu Bạc Đà, phiên âm từ Phạn ngữ là Su Ba Đa, là vị đệ tử được Đức Phật hóa độ cuối cùng ngay trước khi nhập diệt. Lúc ấy ông đã 120 tuổi, được nghe Đức Phật thuyết dạy về bát chánh đạo, liền ngay trong đêm đó phát nguyện xuất gia, thọ giới, giữ đêm chứng quả A-la-hán, liền nhập Niết Bàn ngay trước khi Đức Phật diệt độ. Đốt lửa giết hại côn trùng phải chịu tội báo. Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Ở Dương Châu có người tên Hạ Tự Minh, mở quán trà phía trước chùa Thạch Tháp. Chung quanh nhà có nhiều cây lớn, mỗi ngày ông đều quét lá gom lại đốt. Sau ông mắc bệnh nặng, sắp chết, bỗng nhiên tự nói ra rằng, ta suốt một đời đã đốt không biết bao nhiêu lá cây, ban đầu thật không nghĩ như vậy lại là có tội. Nhưng ngẫm lại, trên lá cây ấy thật có vô số trùng kiến, thấy đều bị ta đốt mà chết. Nay Diêm Vương mang việc ấy mà trách tội ta, sợ rằng chẳng còn cách nào chuộc lại. Nói xong thì chết. Lời bàn, các loại tre gỗ khi hư mục thường sinh ra rất nhiều mối mọt bên trong, nên đều không thể dùng làm củi đốt, đâu chỉ riêng lá khô. Cứ theo như trong kinh thì phía trên ngọn lửa đèn còn có rất nhiều chúng sinh cực kỳ nhỏ bé, ăn nuốt khói đèn để sống. Nếu có hơi người thổi vào, ắt sẽ chết cả. Người phàm mắt thịt đều không thấy biết, chỉ người đã chứng đắc thiên nhãn mới có thể thấy. Cho nên Phật dạy các tỳ kheo không được dùng miệng thổi tắt các ngọn lửa đèn, nến, vân vân. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng. Giảng rộng, đang đêm tối mịt mùng khó cất bước đi, bỗng nhiên có được một ngọn đèn sáng, thật chẳng khác nào người mù bỗng dưng được sáng mắt. Lại cũng giống như lúc trời đã sụp tối, lại có thể lưu giữ chút ánh tà dương để soi chiếu khắp mặt đất. Đối với người đang rơi vào hoàn cảnh phải đi trong đêm tối, còn có ân huệ nào lớn hơn? Người đi trong đêm có được ngọn đèn, ắt có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ phía trước để dễ dàng tiến bước. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường có mắt sáng tinh tường. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt trong lòng không còn lo lắng sợ sệt. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường đầy đủ mọi niềm vui sướng hoan hỷ. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không phải giẫm đạp lên những chỗ bùn lầy nhơ nhớp.
Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường được sạch sẽ, tinh khiết. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt nghe tiếng chó sủa trong lòng không hoảng hốt kinh sợ. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường an ổn, không sợ sệt. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị người khác nghi ngờ là kẻ gian tà. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường hành động quang minh chính đại. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị vấp ngã gây thương tích. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo, thường không bệnh khổ, thân thể tráng kiện, khỏe mạnh. Lại nữa, khi đi trong đêm có được ngọn đèn sáng, ắt không bị mối nguy rơi xuống mương rãnh, khe suối, hố hầm, giếng nước, vân vân. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo tuổi thọ dài lâu. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, ắt sẽ được nhiều điều lợi lạc như trên. Đâu thể nói rằng đó chỉ đơn thuần là soi đường cho người đi thôi sao? Người đời suy mê, sinh ra vốn chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng thật chẳng biết sẽ về đâu. Trong khoảnh khắc đã nhập vào một bào thai, lại trong khoảnh khắc đã ra khỏi một bào thai. Hết thảy đều là lưu chuyển xoay vòng trong chỗ tối tăm mù mịt. Ai là người có được ngọn đèn sáng để soi chiếu đường đi? Đức Phật có dạy rằng: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Dục tri hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Tạm dịch: muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả ngày nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân đời này. Nếu theo đúng lời dạy này mà suy xét quán chiếu, thì tự nhiên đời trước, đời sau thấy đều sáng rõ như có được một ngọn đèn soi chiếu. Người tu hành theo 10 điều lành, theo đây soi chiếu, sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh lên cõi trời. Người thọ trì 5 giới, theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn được sinh trong cõi người. Người đã quy y 3 ngôi báo, theo đây soi chiếu sẽ thấy rõ chắc chắn không còn rơi vào 3 đường dữ. Quán chiếu như thế chính là đã có được ngọn đèn trí tuệ. Bà lão nghèo thắp đèn cúng Phật. Trích từ kinh A Xà Thế Vương Thọ Quyết, chú giải của soạn giả. Kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 14, kinh số 509, một quyển, do ngài Phát Cự dịch vào đời Tây Tấn. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 777, tờ A. Thuở xưa, vua A Xà Thế muốn cúng dường Đức Phật nên dùng đến 100 hộc dầu. Hộc là đơn vị đo lường thời xưa dùng đo chung tích. Mỗi hộc có 10 đấu, mỗi đấu có 10 thưng, mỗi thưng có 10 cáp. Để thắp đèn sáng rực dọc theo đường từ cung điện cho đến Tinh Xá Kỳ Viên. Tinh Xá Kỳ Viên nằm về phía nam thành Xá Vệ, cách thành 6 dặm. Chú giải của soạn giả: không một chỗ nào là không có đèn sáng. Bấy giờ trong thành có một bà lão nghèo khó, thấy vua làm việc cúng dường tạo phúc lớn lao như thế thì hết sức cảm kích. Chỗ này An Sĩ Toàn Thư khắc là cảm thương, chúng tôi xem trong kinh văn thấy chép là cảm kích, quả thật thích hợp hơn, vì thế đã dịch theo kinh văn. Liền tự mình cũng mang 2 đồng tiền đi mua dầu để thắp đèn cúng Phật. 2 đồng tiền của bà chỉ mua được 2 cáp dầu, nhưng người bán dầu ngợi khen tâm trí thành của bà nên tặng thêm cho 3 cáp nữa, cả thảy được 5 cáp. Mỗi cáp chỉ bằng 1/1000 của hộc, nên số dầu này có thể hình dung là rất ít. Tuy vậy, số dầu này ắt cũng không đủ để đèn của bà cháy sáng đến quá nửa đêm. Khi ấy, bà lão mang dầu thắp đèn cúng Phật, tự phát lời nguyện rằng: nếu tôi ngày sau có thể chứng đắc đạo quả như Phật, nguyện cho số dầu này sẽ cháy được suốt đêm, ánh sáng không bao giờ tắt mất.
phát thệ nguyện xong, kính cẩn lạy Phật rồi về. Trong đêm ấy, những ngọn đèn của vua A Xà Thế tuy có sai người chăm sóc châm dầu, nhưng vẫn còn có ngọn còn sáng, có ngọn bị tắt, không được đều đặn như nhau. Chỉ riêng ngọn đèn của bà lão nghèo vẫn luôn sáng rực suốt đêm đến sáng. Lúc trời đã sáng, Ngài Mục Kiền Liên dâng lời Phật dạy đi tắt đèn, dùng áo cà sa quạt cho ngọn đèn của bà lão nghèo tắt đi. Nhưng ngọn đèn không tắt mà ngược lại còn sáng thêm lên. Đức Phật dạy, ánh sáng của ngọn đèn ấy không phải oai thần của ông có thể dập tắt được. Bà lão này đời trước đã từng cúng dường 18 triệu Đức Phật, sau 30 kiếp nữa sẽ thành tựu quả Phật, hiệu là Tu Di Đăng Quang Như Lai. Bà ấy chỉ do một đời trước không thường tu hành bố thí nên đời này phải chịu nghèo khổ. Lời bàn: như trường hợp này quả thật là tu huệ không tu phước, La Hán thường đói thiếu. Cho nên đối với việc tu tập hạnh lành bố thí, quả thật không thể xem thường mà bỏ qua. Trộm dầu trên bàn Phật chịu quả báo tức thì. Chuyện này do chính tôi được nghe biết nên kể lại ở đây. Chú giải của soạn giả: ở trấn Thạch Phú Dùng Côn Sơn có một điện thờ Quán Âm, không người chăm sóc nên hết sức hoang tàn lạnh lẽo. Vào niên hiệu Khang Hy năm đầu tiên, tức là năm 1662, có người mang con thỏ vào điện thờ giết thịt, muốn nấu nhưng không có củi đốt. Khi ấy có người chỉ cho ông ta biết trước bàn Phật có dầu thắp trong đèn. Ông ta liền lấy dầu ấy mà đốt nấu chín thịt thỏ để ăn. Vừa ăn xong thì hai mắt bỗng nhiên bị mù, từ đó về sau phải chịu mù lòa đến suốt đời. Lời bàn: căn cứ theo giới luật thì dầu đèn trước bàn Phật không được dùng để dâng cúng Bồ Tát, huống chi là người phàm lại dám lấy trộm dầu ấy. Hơn nữa, lại trộm dầu ấy để nấu thịt thỏ. Tuy đã chịu báo ứng mù mắt ngay, nhưng như vậy hẳn là vẫn còn chưa hết tội. Namo Amida Phật.